Nếu là họa sĩ anh sẽ vẽ tranh, vẽ tặng em bức tranh thành hòa bình, đưa nét bút đầu trên khung trắng, anh phát vùng mây trời mênh mang, đôi cò bay trên sóng hoa vàng. Với điều mơ ước khao khát bấy lâu, sẽ hiện lên với danh nhiều màu. Anh chăm tiếp nhà sinh hai mái, có lún gà bên cạnh nướng khoai, đàn gà con chín chín tha mồi. Anh về mùa xuân đan về, mẹ hãy lòng non đi lấy, ngân nga mòn dòng hò, cánh diều bay găng gió, bướm tìm hoa đông đưa. Cuối cùng anh sẽ về em, dưới đèn đàn áo đôi tay dịu mềm, cơn gió ngát mùi hoa thiên lý, con chúng mình đang hồng tới tí, ngoài rèm thưa trắng dãi bên hè. Nếu là họa sĩ anh sẽ vẽ tranh, vẽ tặng em bức tranh thành hòa bình, đưa nét bút đầu trên khung trắng, anh khoác vùng mây trời mênh mang, đôi cò bay trên sóng hoa vàng. Với điều mơ ước khao khát bấy lâu, sẽ hiện lên với tranh nhiều màu. Anh chăm tiếp nhà sinh hai mái, có lún gà bên cạnh nướng khoai, đàn gà con chín chín tha mồi. Anh về mùa xuân đan về, mẹ hãy lòng non đi lấy, ngân nga mòn dòng ngò, cánh diều bay căng gió, bướm tìm hoa đông đưa. Anh sẽ với em, dưới đèn đàn áo đôi tay dịu mềm, cơn gió ngát mùi hoa thiên lý, con chúng mình đang hồng tới tí, ngoài rèm thưa trắng dãi bên hè.
cơn gió ngát mùi hoa thiên lý. Con chúng mình đang hồng thời tí, ngoài rèm thưa trắng dãi bên ngoài.